Thử thách 6 ngày 6 đêm làm toán cấp 1 gạt gầu. Có 3 tên trộm cần phải băng qua dòng sông. Mỗi tên trộm đã ăn trộm được một túi tiền nhất định. Tên trộm A đã ăn trộm được túi tiền chứa 1.000 đồng vàng. Tên trộm B ăn trộm được túi tiền 700 đồng vàng. Và tên trộm C là túi tiền 300 đồng vàng. Để băng qua dòng sông, có một chiếc thuyền có thể chở tối đa 2 đối tượng. Điều này có nghĩa là cùng lúc chiếc thuyền có thể đưa 2 tên trộm qua sông hoặc một tên trộm cùng một túi tiền qua sông. Vấn đề là trong quá trình qua sông, nếu một kẻ trộm bị bỏ lại với số tiền nhiều hơn số tiền của anh ta thì anh ta sẽ mang tiền bỏ chạy. Với quy tắc tương tự, đối với hai kẻ trộm, nếu chúng bị bỏ lại với tổng số tiền nhiều hơn số tiền chúng đã ăn trộm thì chúng cũng sẽ bỏ chạy với số tiền đó. Bạn hãy tìm ra cách đưa cả 3 tên trộm cùng 3 túi tiền qua sông thành công. Và đây là cách 3 tên trộm đã làm. Đầu tiên, tên trộm B mang túi 700 đồng qua sông. Anh ta để lại bên bờ sông và quay về. Tiếp đến, tên trộm A mang túi 300 đồng qua sông. Anh ta để lại và quay về. Tiếp đến, hai tên trộm B, C cùng qua sông. Lúc này tên trộm C mang túi 300 đồng quay về. Tiếp đến tên trộm A mang túi 1.000 đồng qua sông. Anh ta ở lại và tên trộm B mang túi 700 đồng trở về. Tiếp đến tên trộm BC qua sông. Và tên trộm A quay về. Anh ta mang túi 300 đồng qua sông và tên trộm B quay trở về mang túi 700 đồng qua sông. Vậy cả 3 tên trộm đã qua sông thành công cùng với túi tiền của mình. Ngày cuối cùng đã xong, hẹn gặp lại các bạn trong những series tiếp theo. Toán thầy tính BMT giúp bạn yêu toán học hơn mỗi ngày.